Ngày 25 tháng 11, lãnh đạo Công an huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 8 đối tượng để điều tra hành vi cố ý gây thương tích. Theo đó, 8 đối tượng gồm Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Văn Hậu 27 tuổi, Lê Tiến Chánh 32 tuổi, Võ Thị Tâm 20 tuổi, cùng chú huyện Hiệp Đức, Đỗ Trọng Nguyên 23 tuổi, Văn Hoàng Huy 20 tuổi, Đỗ Huy Thạch 18 tuổi, chú thị xã Điện Bàn và Đoàn Lưu Quang Trường 24 tuổi, chú Sơn Trà Đà Nẵng về hành vi cố ý gây thương tích. Theo Công an huyện Hiệp Đức, do mâu thuẫn cá nhân với anh Huỳnh Văn Lai, 30 tuổi, chú xã Phước Trà, huyện Hiệp Đức, Tâm gọi điện nhờ Dũng lên nhà đánh anh Lai, Dũng đồng ý và rủ thêm Trường, Huy, Hậu cùng tham gia. Trong đó, Dũng nhờ Hậu chuẩn bị một số hung khí và hứa trả cho Hậu 2 triệu đồng sau khi xong việc. Huy rủ thêm Thạch và Nguyên, Hậu rủ thêm Chánh. Sau đó, nhóm 8 đối tượng trên bàn bạc thống nhất kế hoạch và đến xông vào nhà riêng để đánh anh Lai. Lúc này, anh Phạm Công Tuấn, 50 tuổi, chú Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam đang ngồi chơi tại phòng khách nhà anh Lai. Khi nhóm đối tượng xông vào nhà, anh Lai bỏ chạy thoát thân. Nhóm đối tượng quay sang tấn công anh Tuấn, làm anh bị thương tích 15% rồi bỏ chạy. Vụ việc đang được Công an huyện Hiệp Đức tiếp tục điều tra làm rõ.